Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 50 người khác. Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi kế chủ tọa, phiên tòa diễn ra vào ngày 22 tháng 7, dự kiến sẽ xét xử nhiều ngày. Ngoài 50 bị cáo, hội đồng xét xử sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong lần bán ra ban đầu của công ty FLC Faros FOS tới tham dự với tư cách bị hại. Bên cạnh đó, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Những người tham gia tố tụng khác được tòa triệu tập khi xét thấy cần thiết. Gần 100 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo, trong đó ông Trịnh Văn Quyết có 4 người. Ông Trịnh Văn Quyết cùng 7 người khác bị xét xử về các tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 43 bị can còn lại khẩu tòa với các nhóm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bốn cậu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên hội đồng quản trị trầm tuấn vũ nguyên phó tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng niêm yết lê thị thất hằng giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều nhân viên FLC mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ thủ tục thành lập công ty. Sau đó, những người này mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART hành vi thao túng các mã cổ phiếu tại giao cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Qua đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Riêng ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và cấp lệnh 74,8 triệu thu về gần 1.700 tỷ đồng. Ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan tố tụng xác định ông Quyết nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm thu tiền của các nhà đầu tư. Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2014 đến 2016, ông Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này từ con số ban đầu lên tận 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ngày 9 tháng 4, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố bị can Trịnh Văn Quyết là cựu chủ tịch tập đoàn FLC cùng 50 đồng phạm. Trong vụ án này, 51 bị can bị truy tố ở 4 nhóm tội danh, trong đó 13 bị can bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, 23 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ba bị can bị truy tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. 8 bị can bị truy tố về hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị can Trịnh Văn Quyết là cựu chủ tịch tập đoàn FLC. Theo cáo buộc, đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, bị can Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, là em cái của Quyết, cùng đồng phạm, mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân họ hàng, lập hồ sơ thủ tục để Huế thành lập công ty mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Sau đó, Huế quản lý sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu là AMG, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế đã bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo nhân viên công ty cổ phần xây dựng Faros, các công ty thuộc tập đoàn FLC, người thân họ hàng, đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn, lập và ký khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó các bị can đã tạo lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty cổ phần xây dựng Faros tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022 là thời điểm bị khởi tố tạm giam, bị can Trịnh Văn Quyết đã cùng đồng phạm bán hơn 391 triệu cổ phiếu nắm giữ tại công ty cổ phần xây dựng Faros thu được hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, kết quả điều tra cả buộc, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho cựu chủ tịch FLC, cơ quan tố tụng còn làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu. Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang vừa có thư khen Cục Cảnh sát Hình sự về thành tích thực hiện chuyên án, triệt phá đường dây đưa, nhận và môi giới khối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo Bộ Công an, tính đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 15 đối tượng, trong đó có một số là lãnh đạo cán bộ thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ. Bước đầu xác định các đối tượng là lãnh đạo cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã nhận tiền để tạo dựng hồ sơ bạch án, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Việc làm này gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự thư khen điều rõ. Đây là chiến công xuất sắc từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm bức xúc hiện nay, góp phần ngăn ngừa và làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người đúng tội. Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhận định chuyên án này sẽ làm giảm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, trì khoán thi hành án phạt tù liên quan đến công tác giám định tâm thần thời gian tới. Bên cạnh việc biểu dương thành tích, Thượng tướng Lương Tam Quang yêu cầu Cục Cảnh sát Hình sự khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật đồng thời ông quang chỉ đạo đơn vị tổ chức hội ý nghiệp vụ để hướng dẫn công an các địa phương nhận diện đấu tranh quyết liệt với loạt tội phạm này trong thời gian tới kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ tạo sự minh bạch làm rõ sơ hở thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án kết luận giám định tâm thần để tham mưu chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh khắc phục góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý ông quang cũng yêu cầu các đơn vị khác như cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công Công an Nhân dân, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an tổ chức tốt công tác tuyên truyền cảnh báo răn đe phòng ngừa chung. Như đã thông tin, giữa tháng 6 vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác khám xét bắt giữ nhiều người là lãnh đạo cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong số này có ông Lê Văn Hùng, Viện trưởng, ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng và các trưởng phó khoa, bác sĩ. Bên cạnh đó, hai viên chức nghỉ hưu cũng bị bắt giữ là Bùi Thế Khủng, bác sĩ, nguyên viện trưởng và Nguyễn Thành Quang, nguyên trưởng khoa kế hoạch tổng hợp kiêm trưởng khoa giám định